Đây là trang trại nuôi gia súc của anh Bùi Đại Tá, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Trước đây anh chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ, thu nhập thấp. Nhưng từ ngày được sự vận động của chính quyền địa phương, anh đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại từ đất của gia đình, tạo thành vùng chăn nuôi trâu bò tập trung. Đến nay gia đình anh Tá có hơn 100 con gia súc, mang lại lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng một năm. Nói chung là trước đây mà nuôi nhỏ lẻ, ví dụ như một người dân nuôi được 2-3 con bò cũng phải đi chăn đi thả. Nhưng nuôi tập trung thì một người có thể nuôi được cả 100 con bò. Đó là nó cái lợi ích nó nhiều hơn, cái giảm cái nhân công, giảm chi phí, tăng cái lợi nhuận lên. Theo anh Tá, từ ngày chuyển sang chăn nuôi tập trung, việc chăm sóc cho bò đã bớt vất vả, thỉnh thoảng anh chỉ ghé thăm, dọn dẹp và cho ăn. Ngoài ra, nhờ sự tư vấn của chính quyền địa phương, anh đã mua vaccine tiêm chủng đầy đủ để phòng bệnh cho đàn vật nuôi, đồng thời thiết kế ao cá, trồng cây, phát triển theo hướng tuần hoàn. Vì vậy, bò của anh luôn khỏe mạnh và được giá cao khi xuất bán. Cái nói ra thì nó nhiều phải, nó mệt thôi, mà nó nhàn cái chuyện, mà nó nhàn cái chuồng trại mình khỏi, mà dưới quê thì mình xách cái thùng này kia gỡ đúng không? Còn đây có chuồng trại, có nước, có dòi, có mưa trưa ta bơm sàng sàng thì mình cũng lo cái ăn, cái thường bữa của nó. Như là rồi sáng lên thì mình hốt cái phao người rửa cái chuồng gì đó, rồi đi thả ra một miếng, rồi chạy đi cắt cỏ bằm cho nó ăn. Khi mà người dân của chúng ta chăn nuôi tập trung và liên kết lại trong một chuỗi giá trị và tạo ra được một vùng nguyên liệu lớn thì sẽ dễ dàng thu hút các nhà đầu tư đến, và chúng ta sẽ có ngày càng nhiều những nông trại vệ tinh để làm sao đó chúng ta có thể cung ứng được đủ cái sản lượng, đủ số lượng, cung ứng được cái vùng nguyên liệu sạch cho những cái đầu mối tiêu thụ. Và muốn tạo ra điều đó thì không có một cái giải pháp nào tối ưu hơn việc là phải chăn nuôi tập trung, phải liên kết lại trong một chuỗi sản xuất trong nông nghiệp. Để chăn nuôi tập trung bền vững, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thành lập các hợp tác xã, tập trung đất đai để đầu tư chăn nuôi quy mô lớn, hoặc liên kết với các doanh nghiệp chăn nuôi theo chuỗi để ổn định đầu ra, đồng thời ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi để có thể kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, qua đó đem lại hiệu quả kinh tế cao.